Lotion bộ sản phẩm Hajun Hàn Quốc đặc trị nám dưỡng trắng tái tạo da là một sản phẩm chăm sóc da dạng nước, sở hữu hàm lượng lớn các thành phần hoạt tính có lợi cho da như AHA và BHA, giúp cấp nước bảo vệ và tăng cường sức khỏe của làn da, nhẹ nhàng loại bỏ tế bào da chết, làm đều màu da và cải thiện kết cấu da của bạn. Nó cũng chứa chiết xuất từ nấm lên men để thúc đẩy làn da sáng và dưỡng ẩm hơn. Lotion Hajun Hàn Quốc có khả năng thẩm thấu nhanh vào sâu bên trong làn da, cấp ẩm nhanh chóng, giúp da ẩm mịn, rạng rỡ hơn, nhưng không gây cảm giác một lớp kem dày trên da như dạng collagen. Lotion Hajun Hàn Quốc giúp da mịn màng, không bị mất nước, khô mốc và không lo nặng mặt, bít tắc lỗ chân lông, da sẽ không gặp phải tình trạng quá khô hay quá nhờn. Từ đó hạn chế một số vấn đề về da như da khô, mụn trứng cá, thâm mụn. Lotion Hajun Hàn Quốc giúp da đủ ẩm, tăng cường khả năng chống lại những tác hại từ môi trường như bụi bẩn, vi khuẩn, từ đó hạn chế các vấn đề về da như mụn viêm, nám, da không đều màu, da nhạy cảm.